Đến thời điểm này, nhiều em học sinh ở các bản làng huyện biên giới Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An vẫn chưa thể tiếp tục đến trường do mưa lũ làm hư hỏng nhiều ngôi trường, còn đồ dùng học tập bị đất đá vùi lấp. Sớm vượt qua những khó khăn này là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Sau lũ, cùng với ngôi nhà bị cuốn trôi, sách vở, đồ dùng học tập của em Mong Thị Phương Thảo bị vùi lấp trong bùn đất. Những cuốn sách này không thể sử dụng được nữa, gia đình em cũng không còn nhà để ở. Việc đi học trở lại của em đang gặp rất nhiều khó khăn. Con mong muốn là sớm quay lại với trường để học tiếp. Điểm trường mầm non xã Tà Cạ, điểm bản Bình Sơn 1. Mưa lũ đã làm ngập bùn, đồ dùng, đồ chơi của các cháu bị hư hỏng hết. Bàn ghế cũng bị hỏng. Mưa lũ cũng đã làm đổ tường rào xung quanh trường nên việc học trở lại của học sinh chưa thể thực hiện được. Được sự giúp đỡ của các chú bộ đội biên phòng thì là dọn dẹp vệ sinh để cô và trò sớm trở lại đi học như những ngày bình thường. Cùng với việc giúp bà con khắc phục hậu quả, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã và đang triển khai dọn dẹp vệ sinh trường lớp để các em học sinh được đến lớp trong thời gian sớm nhất. Rất may là Bộ đội Biên phòng rồi là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh rồi là quân khu 4 hỗ trợ cho các nhà trường. Thì tại thời điểm này mới nói thì cái khối lượng công việc nó còn rất nhiều. Việc dạy và học của các thầy cô và học sinh nơi bị ảnh hưởng của mưa lũ đã bị gián đoạn nhiều ngày nay. Chạy đua với thời gian, sớm khắc phục hậu quả mưa lũ để các em học sinh được trở lại học tập là ưu tiên hàng đầu của các lực lượng ở nơi tâm lũ Kỳ Sơn. Cần Thơ sẽ có thêm một đợt chiều cường cao trong vài ngày tới. Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng thủy văn, thì đỉnh chiều sẽ vượt mức báo động 3. Phóng viên Thanh Trương sẽ thông tin chi tiết. Vào thời điểm này thì mực nước trên các con sông ở Cần Thơ đang dâng lên và chảy xiết. Lượng nước lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch, cộng với lũ từ thượng nguồn đổ về và lượng mưa tăng. Trong 2 ngày qua, mực nước cao nhất tại các trạm trên sông Hậu đã vượt mức báo động 3 khoảng 16 cm. Hiện nay đỉnh triều trên các sông rạch tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày từ 10 đến 12 tháng 10. Cụ thể, đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu có khả năng đạt mức 2m20 đến 2m25, cao hơn mức báo động 3 từ 20 đến 25 cm, sắp xỉ đỉnh triều cường lịch sử năm 2019. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày là lúc sáng từ 5 đến 7 giờ và chiều tối từ 16 đến 18 giờ. Đợt triều cường này có đỉnh lên mức rất cao, cộng thêm thời tiết chuyển xấu, mưa nhiều trong những ngày này. Do vậy, bà con cần phải đề phòng khả năng ngập úng ở trên diện rộng, nhất là các khu vực trũng thấp, vùng nội ô ở ven sông của thành phố.